Giao hàng nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một con máy lọc không khí của hãng Daikin, một con MCK đồng hồ tròn. Về hình thức con này thì đã được bên em sơn sửa lại cho nó đẹp rồi. Tất cả các cái hàng về, hàng bãi về thì đều phải có mông má tân trang về hình thức các bác nhé. Còn về phần máy bên trong thì bảo hành cho các bác nguyên bản. Hình thức bên ngoài thì về làm cho nó đẹp, bắt mắt, phục vụ các bác. Sơn rất là đẹp, trông như mới luôn đấy ạ. Con này thì là thuộc Daikin đồng hồ tròn. Đồng hồ tròn mấy giữa báo độ ẩm này, bụi mùi hai bên. Con này thì điện của nó là 100V, thì bên em đã đấu điện 220 rồi. Công suất là 75W các bác nhé. MCK70 dùng cho phòng khoảng 50-55m² trở lại, sản xuất năm 2012. Về công nghệ của con này thì nó luôn là đứng đầu bảng rồi, luôn là trong những cái máy được những bác khách hàng tín đồ của Daikin các bác săn tìm. Như con này nó ngoài cái vấn đề màng HEPA em thay mới nhá, ngoài còn một lưới lọc thô. Đấy, thì hai bên này các bác, hai bên này là hai cột lọc tĩnh điện. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên các bác nhé. Hai cột lọc này sẽ tiêu diệt đốt toàn bộ độ và toàn bộ vi khuẩn, nấm mốc, bụi viết nó đi vào đây, đốt lại, sau đó thì nó sẽ được hút và bám vào cái màng này. Cái màng HEPA trong đảm bảo nhiệm vụ là làm sạch cái bụi mịn 2.5 PM, còn ngoài cột này sẽ đốt các cái bụi thông thường, vi khuẩn, nấm mốc. Thanh dimmer công nghệ độc quyền của Daikin thì cũng được khử khuẩn nấm mốc ở đây, khử mùi các kiểu trên cái thanh này. Đấy, một cái máy mà công nghệ màng lọc kép tiên tiến hiện đại, chỉ có duy nhất cái dòng Daikin đồng hồ vuông và Daikin đồng hồ tròn thì có cái công nghệ này thôi ạ. Còn các cái hãng khác thì không có thôi nhé. Con này thì phần bình nước rất là to, màng cảm ẩm còn rất là mới các bạn. Một con máy thì bên em đã làm đẹp về hình thức hết rồi, công nghệ màng lọc kép. Đã đổi điện 220V các bác nhé. Các tính năng đơn giản thôi, khóa trẻ em này, test luôn. Giữ 3 giây là khóa. Giữ 3 giây mở. Hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật. Công nghệ Eco. Tắt bật nguồn. Bù ẩm. Tốc độ bù ẩm khác nhau. Đây, tốc độ lọc không khí khác nhau. Đấy, đã đấu điện 220V các bác nhé. Con này thì cái màng của nó em chưa bóc ni lông ra, chứ là khi các bác bật cái gió to nó hút cái ni lông ở trong này, nó kêu rào rào rào. Còn máy thì im re, không có một tiếng động. Khi các bác để chế độ tự động Eco này thì máy chạy rất là êm nhé, không có một tiếng động nào luôn. Đấy, con máy thì đã được làm đẹp rồi, giá cả rất là hợp lý. Con này thì bên em bán 3,5 triệu, tặng kèm đổi nguồn, đi kèm màng lọc mới, chưa phí vận chuyển. Các bác ở xa mà mua con này thì các bác báo số cho em nhé, con số 18 nhé. Đấy, giá 3,5 triệu chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Các bác xa đặt cọc trước 500, nhận hàng thanh toán nốt. Chào các bác.